Sau 3 năm thực thi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, các doanh nghiệp Việt Nam đã khai thác có hiệu quả cơ hội tại thị trường CPTPP và đạt được những kết quả tích cực. Tại hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện hiệp định CPTPP với chủ đề Tận dụng ưu thế của người đi đầu do vụ chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương và tạp chí bộ Công thương phối hợp tổ chức. Đại diện vụ chính sách thương mại đa biên cho biết, trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp thương mại quốc tế, xu hướng bảo hộ mậu dịch đã nổi lên ở một số nước và khu vực. Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước kiên định thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, mà kết quả rõ rệt nhất là việc gia nhập nhiều hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó hiệp định CPTPP là FTA thế hệ mới đầu tiên mà Việt Nam tham gia với những cam kết sâu rộng trải dài trên nhiều lĩnh vực. Bộ Công Thương cũng chủ động phối hợp với các bộ ngành và với các nước thành viên trao đổi về việc mở rộng hiệp định này tại hội nghị các diễn giả đã trao đổi về những cơ hội thách thức từ thị trường và những điểm mới cần lưu ý trong việc thực thi cptpp đề xuất về chính sách và khuyến nghị cho doanh nghiệp để khai thác tối đa các thị trường đối tác trong cptpp cũng như các giải pháp để nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi trong cptpp thời gian tới